Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua. 19 tập đoàn tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước làm ăn có lãi. Hàng lậu, hàng cấm trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trung Quốc tăng tốc mở cửa thị trường cho các ngân hàng đầu tư lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau hơn một năm đi vào hoạt động, nhiều tập đoàn tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước đã kinh doanh có lãi. Đó là kết quả được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kết quả bước đầu của Ủy ban quản lý vốn nhà nước sau năm đầu hoạt động. Ủy ban đã tăng cường giám sát, chỉ đạo, xử lý hạn chế bất cập, khó khăn chướng mắc đối với 19 tập đoàn tổng công ty. 19 tập đoàn tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao. Tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn tổng công ty tăng 6,4% so với năm 2018. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 28% kế hoạch năm. Tổng nộp ngân sách hợp nhất tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng nộp ngân sách hợp nhất tăng 17,6% so với năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với Ủy ban quản lý vốn phải đổi mới tư duy, thể hiện tinh thần kiến tạo, không phải mệnh lệnh hành chính quan liêu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là tập đoàn tổng công ty nhà nước vì lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Chúng ta không vì hoạt động của một số doanh nghiệp kém hiệu quả hoặc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn mà xem nhẹ vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta không chú trọng các khu vực kinh tế tư nhân đầu tư nước ngoài mà xem nhẹ khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Ngược lại, trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp nhà nước cần phải được tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, vừa cơ cấu lại cổ phần hóa, thoái vốn, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò vị trí trọng yếu trong lĩnh vực then chốt thiết yếu mà nhà nước cần phải nắm. Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phải xem xét rõ vai trò trách nhiệm của Ủy ban đến đâu, có chậm trễ không, có chướng mắc không và phối hợp với các bộ ngành thế nào. Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn tổng công ty có mặt tại hội nghị phải hiểu rõ vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước và cần phải làm tốt hơn từ doanh thu, hiệu quả kinh doanh, quản trị doanh nghiệp chứ không thể cứ nêu khó khăn rồi bàn lùi. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có ý kiến kết luận rõ dự án đã đủ cơ sở pháp lý để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế là 20 triệu hành khách một năm. Diện tích mặt bằng nhà ga là khoảng 110.000 m², mở rộng sân đổ máy bay trên diện tích là 4.670 m². Dự án được xây dựng trên diện tích 16,05 hectare. Tổng vốn đầu tư của dự án là 10.990 tỷ đồng. Thống kê số liệu báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong năm 2019, các công ty chứng khoán đã quy động thành công gần 8.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,85% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành thành công trong năm. Kỳ hạn phát hành bình quân của các công ty chứng khoán là 1,65 năm, thấp nhất trong các nhóm ngành thống kê. Trong năm có 44 đợt phát hành của 20 công ty chứng khoán đã được thực hiện. Năm tổ chức phát hành thành công có giá trị lớn nhất gồm công ty chứng khoán Bản Việt gần 1.300 tỷ đồng, chứng khoán VN Direct gần 904 tỷ đồng, chứng khoán ACBS 760 tỷ đồng, chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 752 tỷ đồng, chứng khoán Rồng Việt hơn 734 tỷ đồng. Ngoài ra, top 10 công ty chứng khoán phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp giá trị lớn trong năm 2019 đã quy động thành công gần 7.264 tỷ đồng. Hiệp hội điều Việt Nam gọi tắt là Vinacast cho biết, năm 2020, ngành điều sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương giảm lượng, tăng chất nhằm nâng cao chất lượng hạt điều nhân và hiệu quả chế biến trong bối cảnh thị trường hạt điều toàn cầu được dự báo sẽ còn nhiều yếu tố rủi ro khó đoán định.
năm 2019 đã khép lại với sự hồi phục mạnh mẽ của toàn ngành sau cơn bão lớn 2017-2018. Xuất khẩu điều nhân đạt 450.000 tấn và nhập khẩu điều thô đạt 1,5 triệu tấn. Quan thành và vượt mục tiêu. Số lượng hạt điều nhân sơ chế nhập khẩu cho Việt Nam có xu hướng tăng mạnh hơn so với năm 2018 và các năm trước đó, với những tín hiệu khả quan trên thị trường toàn cầu từ quý 3 năm 2019 và khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, ngành điều Việt Nam vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo đó, Vinacast sẽ thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy cải tiến máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực và hiệu quả chế biến, trong đó có chế biến chuyên sâu. Tiếp tục hợp tác với Hiệp hội Điều các quốc gia có lượng hạt điều lớn như là Ấn Độ, bờ biển Nga về sản xuất, kinh doanh hạt điều chế biến và hạt điều thô. Doanh nghiệp ngành điều cần phải sớm bám sát thị trường, hợp tác trao đổi thông tin giữa những doanh nghiệp lớn để có kế hoạch cụ thể trong nhập khẩu hạt điều thô và việc cung ứng hạt điều chế biến ra thị trường. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, người tiêu dùng vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu thịt heo và sẽ không có việc khan hiếm. Thành phố Hà Nội chưa phải tính phương án nhập khẩu thịt heo do nguồn cung mặt hàng này đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Nhu cầu thịt heo của thành phố Hà Nội trong tháng Tết khoảng 22.300 tấn và nguồn cung trên địa bàn thành phố đáp ứng khoảng 60%, tương đương gần 14.000 tấn và còn thiếu từ 8 cho đến 9.000 tấn. Thành phố Hà Nội cùng với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động nắm bắt nguồn cung của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, giáp với Hà Nội để cung ứng mặt hàng này cho thị trường Hà Nội. Các tỉnh cũng cam kết hỗ trợ cho Hà Nội được 43.000 tấn trong dịp Tết này. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và sẽ cung ứng đầy đủ cho nhân dân. Đồng thời, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cũng đã cam kết với thành phố mức giá sẽ thấp nhất 5% so với giá thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết Nguyên Đán 2020, tình trạng vận chuyển hàng quá lậu trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai diễn biến phức tạp. Hàng lậu chủ yếu được gom từ Lào Cai và đóng vào những thùng cắt tông hoặc là bao tải tối màu chở về xuôi bằng xe tải. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn. Số hàng này vừa bị đội tuần tra kiểm soát số 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bắt giữ khi đang được vận chuyển trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai về Vĩnh Phúc để tiêu thụ. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện tổng số hơn 1 tấn pháo nổ, pháo hoa các loại được đóng vào các thùng cắt tông và cho vào bao tải. Đây là số lượng pháo lớn nhất bị bắt giữ trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai từ trước đến nay. Qua những cái nắm bắt tình hình thì những cái đối tượng đấy đã gần như là rất là tinh vi và gần như cũng có một cái gì đó manh động để vận chuyển được cái số lượng pháo như thế. Thì đối tượng đã sử dụng cũng chiêu trò và những cái biện pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Do tuyến này là cái tuyến từ cái tỉnh biên giới đi về dưới xuôi nên là tình hình hoạt động về buôn lậu, gian lận thương mại là diễn biến rất phức tạp, nổi lên là tình hình vận chuyển pháo nổ. Nắm bắt được tình hình trên thì thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của giám đốc công an tỉnh Yên Bái, công an huyện Văn Yên đã chủ động công tác nắm tình hình, đấu tranh với loại tội phạm nhất là tội phạm pháo nổ trên cái tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trước đó vào rạng sáng ngày 18 tháng 12, đội tuần tra kiểm soát số 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đã phát hiện và bắt giữ hơn 20 tấn hàng quá được chất đầy trên 3 xe tải. Trên bao bì của số hàng quá này đều được in chữ nước ngoài. Theo các lực lượng đấu tranh phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới Lào Cai, hàng lậu chủ yếu được thu gom từ các đường mòn lối mở, nên hoạt động kiểm soát, phát hiện và bắt giữ còn gặp khó khăn. Trong cái quá trình mà kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu thì cũng phát hiện ra một số những cái trường hợp có thể là vận chuyển những cái đồ chơi nhỏ lẻ hoặc là những cái pháo nhỏ, pháo lổ nó rất là ít thôi, không có nhiều ấy. Thì cũng tăng cường các biện kiểm tra cho nên là ngăn chặn kịp thời các cái hành vi buôn lậu gian lận thương mại qua cửa khẩu. Khi phát động cái kế hoạch cao điểm thì chúng tôi cũng chỉ rõ những cái địa bàn trọng điểm tại Lào Cai. Trước hết là tại các địa bàn, các cửa khẩu hai bên cánh gà, các cái cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở dọc sông biên giới tỉnh Lào Cai. Ở đây cái sông biên giới của chúng ta có tới gần 130 km đường sông. Đây là một cái địa bàn cực kỳ thuận lợi cho cái hoạt động buôn lậu, nhưng cũng lại rất khó khăn cho các hoạt động kiểm soát của quan hải quan và biên phòng.
Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai dài 245 km đi qua địa bàn 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai, nối với đường cao tốc Côn Minh, Hà Khẩu của Trung Quốc. Do vậy, phần lớn hàng hóa từ Trung Quốc về xuôi, trong đó có hàng cấm, hàng lậu đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, với sự phức tạp về hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới Lào Cai, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ khó có thể kiểm soát chặt chẽ và chặn đứng các hoạt động vận chuyển hàng cấm, hàng lậu từ biên giới về xuôi. Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin kinh tế tài chính thế giới đáng lưu ý. Thưa quý vị, Trung Quốc đang tăng tốc mở cửa thị trường vốn cho các ngân hàng đầu tư lớn trên toàn cầu. Theo đó, kể từ tháng 4 tới, thì ngân hàng nước ngoài có thể thành lập các đơn vị 100% vốn nước ngoài để thực hiện các giao dịch ngân hàng và chứng khoán đầu tư tại Trung Quốc. Trung Quốc kỳ vọng các tổ chức tài chính nước ngoài sẽ bơm 1.000 tỷ đô la Mỹ vào nước này trong vài năm tới, giúp thúc đẩy nền kinh tế và góp phần chuyển đổi sang mô hình kinh tế tiêu dùng. Giá dầu châu Á tăng trong phiên ngày 16 tháng 1 do Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 30 xu Mỹ hay 0,5% lên 64,3 đô la Mỹ một thùng vào lúc 14 giờ 54 phút theo giờ Việt Nam, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng 30 xu hay là 0,5% lên 58,11 đô la Mỹ một thùng. Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc cam kết mua thêm trên 50 tỷ đô la Mỹ dầu mỏ, khí đốt hóa lỏng và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ trong 2 năm. Tuy nhiên, thì các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc khó thực hiện được mục tiêu đã đề ra và đà tăng của giá dầu có thể bị hạn chế trước khi có thêm chi tiết về các cam kết đã được đưa ra. Thưa quý vị, đà tăng không ngừng nghỉ của cổ phiếu Tesla đã giúp cho Elon Musk chuẩn bị nhận được khoản tiền thưởng đầu tiên trong gói thưởng 50 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của công ty này tiếp nối đà khởi sắc, hiện đang ở mức là 518 đô la Mỹ một cổ phiếu. Trang MarketWatch dự đoán, nếu giá trị vốn hóa của Tesla vượt mốc là 100 tỷ đô la Mỹ, thì người đứng đầu là tỷ phú Elon Musk sẽ nhận được mức thưởng là số cổ phiếu công ty với giá trị lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Đà tăng diễn ra liên tiếp được thúc đẩy bởi số lượng xe được giao lớn hơn, lợi nhuận dương và ngành công nghiệp ô tô ngày càng chấp nhận sự phổ biến của xe điện để đáp ứng các mục tiêu về phát thải. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.